chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Thì mọi người xem kênh của mình cho mình xin một like, một subscribe, nhấn bấm cái chuông để nghe thông báo khi ra clip sớm nhất nha. Và hôm nay ôi dồi, cái ngón tay mình hôm qua bị chật mọi người, bây giờ cong lại không được, mình cong cái đau điếng luôn. Thì hôm nay mình có một màn cho rất là hay. Thì Đức mới vừa chuyển qua cái nhà bên này, nhà bên này cứ đêm cứ nghe cọc cạch á, cho nên là bây giờ mình sẽ giả vờ nhà này có ma và mình rủ mấy đứa đi về xem phản ứng của Đức như thế nào nha. Và một hồi bọn mình sẽ cho Đức là bọn mình giả bộ bỏ về hết, coi Đức như thế nào nha mọi người. Mình đây bây giờ một hồi á, giả bộ chị đi ra xong rồi em đi xong rồi Quỳnh ơi, hồi em cũng đi nha, giả bộ em bảo là thôi ghê quá, nhà này có ma em không mở đâu, thôi em đi về đây, bye bye. Mình sẽ cho anh Đức, bọn mình sẽ cho anh Đức một pha phải không? Bình thường thì có một mình cho nè, một mình cho cả đám, còn bây giờ mình gũ cả đám cho một mình Đức để xem như thế nào nha mọi người. Kéo hết cả đám về không biết như thế nào nha. Khóc luôn. Không khóc đâu, điên quá con trai làm cái gì khóc. Nhưng mà Đức biết Đức buồn á. Nhưng mà đang cho mà buồn chút xíu có sao đâu, chút xíu là hết buồn. Tí đi mua gà gán cho đang buồn. Đang buồn không? Ok không? Bây giờ okay. Nhưng mà công nhận là cái nhà này có điểm thiệt đúng không? Không còn mình ngủ với lại Quỳnh với lại cả đám luôn, cứ nghe cọc thôi. Cái này cũng hơi tâm linh một tí, để mình hôm nào mình rảnh mình ngồi mình kể cho nghe, còn giờ mình hơi bận, mình qua bây giờ mình sẽ đi qua mình kêu hiệp. Dạo này Hà Nội trời lạnh quá, lạnh mà mình khan hết cả tiếng giọng mình nói cũng được. Quỳnh hết bệnh, Quỳnh có bệnh luôn. Đấy, Quỳnh ngày hôm qua chơi ngu quá là biết gì không mọi người, 1-2 giờ đêm đi vô, đi 10 độ, thời tiết đang 10 độ, vô nhà vệ sinh, tắm nước lạnh. Vô nhà vệ sinh, tắm nước lạnh. Tắm cái gì? Lười bật máy nước nóng lên, xong cái xối nước lạnh lên đầu, xong đêm rồi con người, xong rồi nửa đêm nó ngủ mà nó cứ hí mà mình đã sợ ma rồi, nó cứ hí thêm cái cửa. Có cái cửa nữa mọi người, cái cửa nó cứ có cái hình, tí mình sẽ quay cái cửa cho mọi người nghe. Ok, bây giờ mình sẽ qua mình kêu thêm cả thằng Ken với thằng Hùng nữa, đông đông nó mới vui. Ok đi thôi mọi người, mình đi cái nhà này nó cứ ghê mà kia kìa, đó nguyên cái đầm bên này có cái nhà ma nữa. Ghê không? Hai mày làm gì vậy? Thằng này nó bị điên. Hả? Mày điên hả? Ok bây giờ mình sẽ đi thôi. Ngồi chơi bên kia. Hùng ơi! Hùng! Nhanh! Có một màn cho rất là hay. Là okay. Một tí nữa chị với em với lại cả nhà cho mà bỏ về xem phản ứng của mình như thế nào. Ok. Là một hồi chị sẽ đi ra xong chị nói là thấy ghê quá, nhà này có ma. Với lại nhà này xấu quá, với lại ở đây anh em cũng không ai thích ở. Thôi đi về. Okay. Nhớ nha, làm ăn lên kiểu là căng lên. Yeah. Ok. Đi về. Xin chào. Bình tĩnh. Ken. Ủa gì vậy? Ken ơi. Dạ đây có việc. Ken. Alo. Ra đi mua đồ ăn này. Nhanh. Đóng cửa lại. Lẹ lên, đóng cửa lại. Nhanh. Mấy mày làm gì mua đây vậy? Mua đây thì Đức có biết sao. Đi đây. Chị sẽ làm trợ giúp cho tất cả mọi người bỏ về hết, cho nên là một tí nữa là mọi người sẽ bỏ về xong em giả bộ em đi vậy, đến nữa mọi người tức thì ghê quá, em không ở đâu hết nữa vậy. Cái này ghê quá rồi. Ok vô đi, nhớ lại đừng có nói gì để mọi người biết nha. Đi đi nhớ. Mình ghi lắm, mình ghi hai thứ này nè, mình cho mọi người xem cái cửa nha, cái cửa nè. Mọi người đang đứng chơi game ở trong, bây giờ mình sẽ đứng ở ngoài cái cửa sổ này và mình quay nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hú thằng Hùng nha. Hùng ơi, ngồi đi vào, tao chết rồi này. Mày ngồi gần tao ấy. Gì? Tao nào? Tụi mày làm cái gì vậy? Đi qua đi. Nhà thì đã nhỏ rồi, anh em chơi thì ngồi. Vâng. Bỏ ra. Ngồi. Thì anh đi. Ngồi yên luôn tụi à. Nhà đã nhỏ rồi. Đi về. Để về cho mày trả sạch chỗ. Ôi người ta ơi. Chơi gì? Đi. Anh đang ở trong nhà cứ cãi nhau. Ngồi đi, ngồi không yên. Chơi ghế không yên. Dọn đồ về ngay đi rồi. Về đi. Ngồi đi. Ngồi đem về đi. Đừng ở đây. Về đi. Em về đi.
Mày đi đâu ấy? Anh à, ở đây chật quá, thôi em về nhé. Nghiên à? Có gì mai em về đến nhà em tin anh nhé. Nghiên à? Em về nhé. Còn kia đâu? Không biết. Về thì mới họa đi về. Đi về? Chật quá đi. Làm thế là biết xe. Mấy người đẹp. Mấy người đâu ấy? Thề chứ mẹ, đem ở trong nhà cứ cãi nhau luôn. Gây vã trưởng hả? Ken, Ken ở đây không? Ở đây. Thôi em đi về thôi, em cay. Bữa giờ nhiều lần lắm rồi, em nhìn thấy nhiều lần lắm rồi. Cay thì một thằng ở lại, một thằng về mất bớ thì về hết. Thôi cay em, còn đi bản sức khỏe nhá. Tôi lên nào. Đi nào. Sẽ em có được như thế nào nha mọi người? Cái này có chỉ các bạn. Dạ ơi, em về rồi à? Mình điên à, rồi em mình có xe. Ok. Ôi, con điên này. Ôi, trời chặt đấy à? Tôi còn tưởng là anh giỡn. Ok, coi. Tình anh em ta đi đâu? Cay không? Nhưng mà Quỳnh Tài chiều nói rồi nó về thật mà. Thì Quỳnh Tài thì về, thì mà ngày mai Quỳnh Tài với em về, còn Ken Hùng với lại Quỳnh sẽ ở lại. Bọn em về Sài Gòn ở luôn. Chiều giờ Quỳnh cứ bảo là về Sài Gòn. Xong là bảo là gần Tết về, xong là đòi về luôn. Tại về em về miền Nam có công việc nên em phải về. Không việc gì, về em ở với anh mấy tháng rồi. Nhưng mà về lên Sài Gòn ở, do bọn em người Nam cho nên bọn em về Nam ở quen rồi. Cho nên chứ là bây giờ kiểu ăn uống này kia cũng không quen ở ngoài Bắc lắm. Chứ ở đây lạnh chết. Sao vẫn sinh tồn được 4-5 tháng ở đấy? Sinh tồn là lúc đó chưa lạnh, bây giờ bắt đầu lạnh rồi. Với lại vì do là tình anh em đấy, quý anh cho nên là mọi người ở lại với anh. Em quý anh, em cũng đi từ Sài Gòn ra đây. Anh quý em không? Bình Đại đóng hết thùng VC vào trong cái thùng này kìa. Thì ở đây mai Quỳnh Tạ với mình về Sài Gòn rồi mọi người à. Thì bao giờ nhớ em, nhớ Quỳnh Tạ thì vào thăm. Ok không? Ok. Bọc mèo nào ơi, nào ơ à, nào ơ à, thế là chơi game quan trọng hơn à? Hùng nhớ một nè đấy, chơi game quan trọng hơn à? Chết rồi. Ê. Nào về miền Nam em đãi anh ăn ngao Cà Mau 7 ngày 7 đêm luôn. Chính xác. Ok.
Ok, thì đây là clip ở Hà Nội ngày cuối thôi, ngày mai mình về rồi. Thì mọi người xem clip thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe. Kì bấm like đi. Bấm like, mọi người bấm like nhé. Dám không, dám không, dám không, dám không. Ok, thì clip của mình cũng rất là kết thúc nha. Mọi người xem clip thấy hay cho mình xin một like, một subscribe nha mọi người. Nhớ like nha, nhớ like nha. Nhớ là đăng ký kênh nha. Đúng vậy. À mọi người ơi, mình còn một chuyện để nói nữa là em Hùng mắc cái kênh Hùng Mỡm rồi. Thì hiện tại Hùng đang làm một cái kênh mới. Thì kênh mới mình sẽ ghim vào phần kênh. Thì mọi người nhớ là bấm theo dõi. Với lại mình sẽ để ở đây nha, kênh mới của Hùng nha mọi người. Nhớ là bấm theo dõi kênh mới của Hùng nha. Ok. Các bạn hay hỏi cách tập hẻ vào shop của mình như thế nào? Đầu tiên các bạn phải mua loại hẻ mình cần và đến các cửa hàng như cửa hàng tạp hóa, Thế Giới Di Động, Viettel Store, FPT Shop. Sau khi mua hẻ xong thì mọi người phải cào cái phần này. Đây là mã series, còn cái số vừa cào chính là mã số hẻ. Sau đó vào bé Mon FF bấm vào phần 3 chấm, bấm vào phần đăng ký, nhập tên và biệt danh mọi người muốn vào đây. Tiếp theo là phần tài khoản, mọi người ghi gì cũng được nhưng mà lưu ý là không để ký tự đặc biệt. Cuối cùng là phần mật khẩu, sau mọi người xác nhận mật khẩu và bấm vào đăng ký, thế là thành công. Bây giờ quay lại shop và mọi người chọn loại hẻ mà mình đã mua trước đó. Tiếp đến mọi người chọn mệnh giá thích hợp như là 50, 100 v.v. Giờ chúng ta sẽ nhập số đã cào trước đó vào. Cuối cùng là series, thế là xong. Ngoài ra, dành cho những bạn không nạp hẻ thì nhận quà ở đây nha. Chúc các bạn thành công.